Thì sau đây thì mấy anh em cũng đã coi xong cái video của mình. Mình nói về một ngày làm việc của mình, đam mê và gia đình. Thì trước tiên khi mà mình chưa có gia đình á, mình đặt đam mê lên trên hàng đầu. Khi mà mình có gia đình rồi mình lại là suy nghĩ chận lại. Có nghĩa là khi nào chu toàn cho gia đình xong thì mới nghĩ tới cái đam mê. Nhưng mà cái đam mê của mình sẽ không bao giờ từ bỏ cho tới khi nào mình không còn khả năng lao động nữa. Nhân tiện đây là cái clip đó mình để dành cho đi thi cuộc thi Motul, để dành cái vé đi coi MotoGP. Nhưng mà do là sơ suất của mình không có nắm rõ thông tin, nên là cái ngày mà mình edit xong cái clip á thì nó cũng đã là hết cái hạn, người ta đã trao giải rồi. Thì nói chung là mình cũng rất buồn. Mình cũng xin lỗi mấy anh em ekip. Nhân tiện thì mình cũng dùng cái clip này mình để tri ân những cái bạn nào mà từ trước tới giờ đã theo dõi kênh của mình. Để là không phụ lòng mong mỏi của các bạn thì mình sẽ có 5 cái giải thưởng lớn. Gồm là như là giải nhất thì sẽ được là 2 chai nhớt Motul 300V 3 lớp 10-40. Giải nhì là sẽ được 1 chai nhớt Motul trị giá 1 chai nhớt là 440.000. Giải 3 là sẽ được một bộ vệ sinh sên nha, một chai rửa sên và một chai dưỡng sên. Thì chai dưỡng sên này chai dạng sáp, thì chạy là nó không có bị văng lên trên giày là dép mình đâu ha. Thì đó là 3 giải về mặt xe. Còn ví dụ mình sẽ có 2 giải. Giải 4 là sẽ là được 20% trên giá trị mà sân xe. Rồi giải 5 là sẽ được 10%. Đối với những bạn nào mà chia sẻ cái video của mình lên trên trang cá nhân hoặc là fanpage của mấy bạn là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn phải đánh vô cái con số mấy bạn chọn. Mình sẽ kết quả sổ số là sẽ chọn vào thứ 7 tuần sau. Là chiều thứ 7 tuần sau là mình sẽ lấy cái đài chính, là coi như là giống như là đài thành phố Hồ Chí Minh đi. Như mấy bạn, ví dụ 5 bạn chọn là từ 01 cho tới 05, đúng chưa? Từ 01 tới 05, nếu mà chiều mà nó ra đầu hay đuôi mà 06 hoặc là 07 á, thì mình sẽ chọn những con số nào mà gần giống nhất nha. Là mình sẽ lấy từ 00 cho tới 1, 00 cho tới 99 ha. Để cho mấy bạn chọn thì sổ số sẽ kết thúc vào lúc 5:15 chiều thứ 7 tuần sau. Mình cũng chưa biết chính xác là ngày bao nhiêu nữa. Thì mấy bạn có gì nhớ theo dõi chia sẻ cái link của mình. Thì đó là một tí gì đó tâm tư về công việc hàng ngày và cuộc sống hàng ngày của mình, và cái nỗi đam mê của mình muốn truyền tải cho tới tất cả anh em. Rồi ok, chào tạm biệt mấy anh em.